Hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm được kỳ vọng tạo ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường và phát triển sản phẩm. Thế nhưng cách làm xúc tiến thương mại hiện nay vẫn theo kiểu chi tiền tổ chức hội chợ, triển lãm doanh nghiệp tham gia kiểu phong trào, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phóng sự sau ghi nhận những ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp về câu chuyện này. Mặc dù được xác định là cầu nối đưa hàng hóa đến với các đối tác khách hàng cả trong và ngoài nước, nhưng kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam hiện nay tính trên kim ngạch xuất khẩu chỉ chiếm tỷ trọng 0,003%, trong khi đó thì mức trung bình của thế giới là 0,11%. Con số trên phần nào cho thấy nhiều hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam không thu hút được sự quan tâm từ những đối tác quan trọng, những khách hàng lớn. Đối với cái nguồn kinh phí mà chúng ta đang hỗ trợ cho doanh nghiệp để có thể tham gia được các cái chương trình xúc tiến thương mại như vậy thì còn hết sức được khiêm tốn. Bởi vì từ trước ấy, thì chúng ta hỗ trợ liên quan đến cái phí trưng bày các cái gian hàng, rồi phí chúng ta đi lại các vé máy bay hoặc các cái liên quan đến cho nghỉ ăn tại cái địa bàn mà chúng ta trực tiếp tổ chức các cái chương trình giao thương. Nhưng mà đến nay thì chúng ta đang còn rất là eo hẹp, do vậy chúng ta đã cắt các cái nguồn chi phí tương đối là lớn. Ngoài nguồn lực quá eo hẹp, theo đánh giá của các doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, thì hoạt động xúc tiến thương mại kém hiệu quả còn do một phần chủ quan từ chính các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp khi tham gia hội chợ có tâm lý ăn xổi. Phần lớn doanh nghiệp tham gia để bán hàng chứ chưa có chiến lược giao thương. Từ đó không có sự đầu tư bài bản, dẫn đến không tìm kiếm được thị trường cũng như đối tác thương mại. Thường là chỉ hỗ trợ tiền gian hàng này, hỗ trợ tiền quảng cáo, nhưng mà cái chi phí quảng cáo của mình thì nó hơi ít. Tôi nghĩ rằng là các cái đấy nó chưa lan tỏa, cho nên là cái việc mà họ chỉ có mang hàng đến hội chợ để bán thì số lượng rất là nhỏ. Bản thân các doanh nghiệp thì khi mà chúng ta tham gia hội chợ như vậy thì chúng ta không dịch các cái tài liệu, các cái sản phẩm theo ngôn ngữ của địa phương, rồi là các ngôn ngữ của vùng miền. Nên rồi mà các cái tài liệu đó, các cái thương hiệu đó không cung cấp đầy đủ cho các đối tác mà muốn tìm kiếm các cái thông tin để có thể hợp tác một cách lâu dài. Trong nhiều năm qua, Bộ Công Thương đã đưa ra nhiều giải pháp và điều chỉnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Thế nhưng hoạt động xúc tiến thương mại của các địa phương vẫn chưa có sự đổi mới rõ rệt, chưa có chiều sâu. Do đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hầu hết là năng lực tài chính và quản lý kinh doanh yếu, nên gặp hạn chế trong việc khảo sát thị trường, giao dịch thương mại. Và vì vậy, vẫn chưa thấy hiệu quả mà hoạt động xúc tiến thương mại mang lại.